Phải rồi, mình cần kéo để mở cái gói này. Mình nhớ là đặt chúng ở đây mà. Lạ thật. Tội quá đi. Tự sẽ mở nó mà không cần kéo vậy. Xem, chúng ta cần phải ngăn mấy một mô đổ xuống sàn. Cậu có thấy cuộn băng keo không? Không, không thấy. Mấy nhà nên sơn màu gì đây ta? Màu xanh lá cây tất nhiên. Lạ thật, đó chắc chắn là mình có bút dạ xanh lá cây mà. Xem, cậu lấy hết kẹp giấy rồi à? Nếu tớ không giữ được cái túi bây giờ thì bữa sáng cậu sẽ phải ăn một yến mạch đấy. Không, chúng ta phải tìm kẹp giấy còn chưa? Nó giống như chúng biến mất tiêu luôn. Không, không có ở đây. Sao mọi thứ của chúng ta không ở đúng nơi nó phải ở chứ? Có lẽ chúng nghịch ngợm mà không thể ngồi yên một chỗ. Hoặc có lẽ vì mấy thứ này không có nhà riêng. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm một ngôi nhà cho tất cả các bút chì, bút mực, kẹp giấy, giấy ghi chú và sổ ghi chú để chúng không còn bị lạc và các bạn luôn có thể tìm thấy chúng nhanh chóng nhé. Ta sẽ sử dụng một vài mảnh bìa cứng có kích thước khác nhau. Cùng với Sam, chúng ta đã sơn tất cả các bìa cứng trước. Nhìn nè, các mảnh lớn để làm đế và những cái nhỏ hơn thì làm bức tường. Sự, sao cậu lại cần băng keo nếu cậu có tớ chứ? Đã thế cũng đâu còn quá nhiều vụn ngô nữa đâu. Xem, cậu ăn hết tất cả các bánh bột ngô hả? Đừng giận sư, ta có một món quà cho cậu. Đây là dưới cùng của gói đó. Wow, rất đẹp. Ta sẽ dùng nó để trang trí ngôi nhà. Các bức tường của ngôi nhà đã xong. Giờ ta có thể bắt đầu làm phần đế rồi. Chúng ta sẽ cần những mảnh bìa cứng như này. Bìa cứng nữa sao? Xem, một ngôi nhà không thể được tạo ra chỉ với hai bức tường. Đúng vậy. Vì vậy, hãy lấy tất cả các phần lại và dán chúng lại như thế này nhá. Sư, cái này trông giống ngai vàng ghê. Ngai vàng của tớ, vị vua của tất cả slime. Không, thưa đức vua, đây là phần đế cho ngôi nhà văn phòng phẩm của chúng ta và giờ chúng ta cần... Để tớ đoán, biệt cứng. Đúng thế, xem, chúng ta sẽ làm phần trung tâm của ngôi nhà từ chúng. Ta sẽ sớm chèn một số ngăn kéo ở đây thôi. Cách làm cũng khá đơn giản. Cho keo lên và đính các phần này vào đế. Và tớ nên làm gì? Có lẽ cắt cái gì đó. Đúng thế, Sammy. Tìm phần có đánh dấu 3 ô vuông và cắt chúng ra. Xong ngay đây. Sammy, cậu giỏi thật đấy. Thế tớ nghĩ rằng thêm một cái kệ nữa vào đây sẽ hoàn hảo hơn đó. Tuyệt quá, chúng tớ sẽ làm một phần dành cho sổ ghi chú từ nó. Dù Sam có luôn phàn nàn về bìa cứng nhưng cậu ấy rất giỏi cắt chúng đó. Bây giờ các bạn có thể chữ tất cả sổ ghi chú và sổ tay ở đây. Giờ tới phần 5 cặp. Đầu tiên dán những giải băng như thế này. Cái này sẽ giúp nắp của chúng ta linh hoạt. Tí nữa các bạn sẽ thấy nó ngay thôi. Tiếp theo dùng phần sống dao để vẽ một đường dọc theo phần này để gấp dễ dàng hơn. Hãy cẩn thận khi dùng dao nhé các bạn. Phần dán keo thì dễ dàng hơn vì chúng ta sử dụng keo bình thường chứ không phải là keo nóng. Nhưng hãy cứ bình tĩnh và làm chậm rãi để tránh mắc lỗi nhé. Tớ đây, tớ đã làm xong phần dưới của nắp rồi. Chúng ta phải dán ở bên dưới phần băng này. Dán hai mảnh khác vào ngay đây. Gấp mảnh giấy lại và dán vào đây. Nó sẽ giữ cái nắp. Giờ chúng ta chỉ cần dán phần nắp vào thôi. Tiếp theo, ta sẽ cần những khối dễ thương này với băng gai nhám. Chúng sẽ giúp nắp của ta đóng mở dễ dàng. Cậu có biết băng gai nhám được lấy cảm hứng từ một cây ngưu bàng đơn giản không? Cậu khiến tớ ấn tượng đấy. Đây là một thông tin rất thú vị. Tớ biết mình ấn tượng mà. Tớ có thể tìm ra các sự thật độc đáo và mọi thứ. Mọi thứ? Và tớ tìm thấy những tờ giấy đầy màu sắc trong mớ bánh ngô này. Đúng rồi. Ta sẽ dừng chúng sớm mà, Sammy. Ta sẽ đưa cho cậu một nhiệm vụ. Rồi rồi, tớ sẵn sàng rồi đây. Dán những tờ giấy đầy màu sắc vào các phần này. Sẽ xong ngay. Trong khi đó, tớ sẽ dán những miếng thư vị làm bằng gỗ mắc này. Chúng tớ chưa bao giờ sử dụng vật liệu như vậy trong các món đồ thủ công trước đó cả. Bậc thầy xem đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt vời. Như này thì giờ nhà của chúng ta sẽ tươi sáng. Sự,
chịu, loại đồ nào mà cậu muốn phơi bằng mấy kẹp quần áo này vậy hả? Đúng đấy. Không, Sam ơi, mấy cái kẹp quần áo này có thể được sử dụng để giữ những thứ hữu ích, ví dụ như một miếng giấy nhớ với lời nhắc nhở. Tôi chả cần nhắc nhở gì hết, bởi vì tôi siêu tập trung. Vậy sao cậu lại quên mất cậu để bút giả đâu hả? Giờ quên, bút giả của tớ chỉ đơn giản là không có nhà nên nó mới đi loanh quanh thôi. Đúng thế, giờ chúng ta sẽ cải thiện tình hình. Sam, nhanh mang bút giả của cậu đến đây. Sư, tớ quyết định bút mực của tớ cũng cần một ngôi nhà. Đây, giờ bút mực và bút giả sẽ thoải mái ở đây và cậu sẽ có thể tìm thấy chúng một cách dễ dàng. Ta cũng sẽ làm một tấm chắn cho bút dạ và bút mực để chúng không lăn đi đâu nữa. Như vậy thì vừa an toàn vừa đẹp đẽ. Thêm một miếng chắn. Và xong. Mở nắp nào. Xem như nè, có dư chỗ cho bút dạ và bút mực luôn. Chưa cho mà ơi, lần sau cậu sẽ không cần phải tìm kéo và đảm bảo không có một yến mạch cho bữa sáng luôn. Đúng vậy. Bây giờ ta sẽ chia phần ra và sau đó. Xem cậu định làm gì đấy? Ta sẽ tham gia vào chương trình thi nhảy đó. Xem chỉ có ngựa mới có thể tham gia vào các sự kiện như vậy. Tớ là một bậc thầy ngụy trang mà. Chúng tớ sẽ làm một kệ lớn để có thể chữ các cuộn băng keo giấy vào đây. Tới lúc làm cửa cho các bức tường bên rồi. Chỉ cần cho keo lên như thế này và dán lên một dải giấy, dán cửa vào tường và sau đó làm tương tự với cái thứ hai. Tôi hoàn toàn quên tay nắm cửa rồi. Đã xong, Sir Slam lúc nào cũng ở kế bên bạn. Sao cậu thật tuyệt. Xong rồi đấy. Mang giùm tớ một cái kệ khác, còn tớ sẽ dán cái này trong lúc đó. Tớ đang gắn nó vào cửa. Vậy tại sao chúng ta cần mấy cái kệ này vậy? Như ta đã nói, mình dùng chúng để chữ băng keo giấy cho tất cả các món đồ thủ công á. Tuyệt vời! Vừa ngăn vừa lại là để cho keo. Bây giờ tất cả keo của chúng mình sẽ được ở một nơi. Các bạn có thấy nút chuông không? Nhanh nhấn nó để không bỏ lỡ những video mới nha. Và ở đây chúng ta sẽ có giấy ghi chú. Chúng ta sẽ viết một cái gì đó vào chúng, hoặc chỉ cần xé ra thôi. Ta sẽ cần một tờ giấy có hoa văn khác. Như thế thì nhà của chúng ta sẽ trở nên đẹp hơn và đa năng hơn. Tưởng tuyệt vời, chúng ta có thể đính kèm một bức tranh với kim. Thật đẹp. Nhưng sao lại dừng lại khi có thể làm tiếp chứ? Đó là một tờ giấy lạ lùng trong suốt. Xem, nó không phải là giấy mà là bảo vệ giấy. Nhưng cậu nói cũng đúng. Chúng ta sẽ dùng bút dạ để viết lên nó. Các bạn hãy nhấn nút tích nếu như không biết rằng một miếng kẹp tài liệu bình thường có thể được sử dụng như vậy nhé. Giờ ta sẽ bắt đầu làm một cái kẹp đóng mở cho các loại giấy khác nhau. Ở đây ta đã chia mỗi dấu gạch cách nhau khoảng 1cm lên bìa cứng. Rất quan trọng để kẻ đường thẳng. Cậu cũng nên sử dụng phần sống dao. Hãy cẩn thận nha, đừng vội vàng. Giờ cậu trông giống như một bác sĩ phẫu thuật vậy đó. Điều quan trọng là phải chính xác. Và bây giờ gấp tờ giấy lại như phong cầm vậy. Chúng ta phải gấp hai tấm như thế này. Sau đó sử dụng một keo dán để dán chúng lại với nhau. Ta sẽ như các bức tường cho cái kệ đóng mở của chúng ta. Sẽ cần thêm hai miếng phong cầm nữa. Như này ta đã làm một cái cầu vồng. Các bạn hãy nhấn nút thích nếu cũng yêu thích cầu vồng nha. Xem, cầu vồng chỉ xuất hiện khi mặt trời chiếu vào nước mưa thôi. Nhưng ta sẽ dán những tờ này vào miếng giấy xếp nha. Như thế này, thấy không? Nhưng mà sẽ vẫn đúng. Cuối cùng chúng ta sẽ có một cái tệp đựng tài liệu cầu vồng. Rốt cuộc thì tệm đựng tài liệu xếp được của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Chèn vào đây nào. Thật là một tệm đựng tài liệu tươi đẹp. Chúng ta chỉ cần dán nắp vào để không có gì rơi ra khỏi cái này. Nếu không, nó sẽ không có tác dụng gì cả.
các bạn có thể thấy chúng tôi đang sử dụng keo dán bình thường ở đây, chứ không chỉ keo nóng. Sử dụng keo nóng trên bìa mỏng hoặc giấy thì không ổn lắm đó các bạn ạ. Thêm một ít chi tiết nữa, xong. Gì đấy Sammy? Cậu đem một cái bút dạ tới được không? Và tớ sẽ thi triển ma thuật ở đây. Được thôi. Xem sao cậu lại... Hay quá ý. Giờ chúng ta có thể lên kế hoạch cho cả tuần. Cậu thích giấy ghi chú dán thật đấy xem. Sao cậu lại nghĩ thế? Đây là ngôi nhà xinh đẹp mà chúng ta đã làm cho tất cả các món văn phòng phẩm của chúng ta. Nó trông thật tuyệt vời. Đúng vậy, chúng còn có một số ngăn kéo rộng rãi nữa. Thêm một nơi rất đặc biệt cho mấy sticker và những thứ dễ thương khác. Ở đây chúng ta luôn có thể tìm được băng keo và keo dán. Giờ thì tất cả bút dạ và bút mực của tớ đã có nhà và chúng sẽ không bao giờ bị lạc nữa. Các bạn hãy nhấn nút thích nếu các bạn thích cái tủ đồ này nha. Và hãy thử làm một cái cho bản thân. Chúc may mắn khi làm theo chúng tớ nha. Và hãy đăng ký kênh của chúng tớ để đón xem nhiều video truyền cảm hứng mới. Bye bye.